Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Chúng ta, người lính Việt Nam Cộng Hòa, đang sống ở hải ngoại, sống trong một đất nước hoàn toàn tự do, dân chủ, văn minh, giàu có. Đó là một cuộc sống may mắn hơn so với những người dân quốc nội. Chúng ta đang sống trên một quốc gia tư bản văn minh hơn đất nước cộng sản lỗi thời và lạc hậu. Chúng ta trải nghiệm được những gì chúng ta bị mất mát trước khi chúng ta chạy trốn cộng sản đến các nước tư bản xin tị nạn. Chúng ta cũng phải trải nghiệm được những điều tốt đẹp nơi chúng ta đang ở. Nên chúng ta biết cái giá trị đó, chúng ta nên hướng về quốc nội, đấu tranh cho dân tộc Việt Nam được sống hưởng đầy đủ quyền làm người như chúng ta đang có. Dân chủ đa nguyên đã có và kéo dài 20 năm dưới thời của Việt Nam Cộng Hòa tồn tại ở miền Nam Việt Nam. Sự kéo dài này không những trở thành tập quán chung, lối mòn chung trong suy nghĩ của người đã từng sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Chính vì thế, mọi giới hoạt động đòi dân chủ tại Việt Nam cũng như người tị nạn Cộng sản Việt Nam tại hải ngoại có phương thức đấu tranh bài bản, kêu gọi đấu tranh và cách thức tổ chức đấu tranh chống độc tài hiện nay của mọi nhóm chống độc tài cộng sản trở nên có nhiều kết quả, buộc nhà cầm quyền cộng sản phải có nhiều thay đổi. Chúng ta, những người lính Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đang ở hải ngoại, đấu tranh theo đường lối dân sự dân chủ đa nguyên. Rất tiếc thay, nhiều nhà đấu tranh bị bắt vì lộ mặt đấu tranh công khai với nhà cầm quyền độc tài cộng sản. Cũng may họ được cộng đồng ở hải ngoại kêu gọi các tổ chức thế giới can thiệp để được thả tự do hoặc được đi tị nạn. Và không ít người đấu tranh được lãnh các giải thưởng cao quý về nhân quyền. Chứ có tổ chức đấu tranh nhân chủ đa nguyên nào thực sự có được một nền tảng hậu thuẫn rộng lớn hay đông đảo từ người dân như tổ chức công đoàn đoàn kết ở Ba Lan khi tranh đấu với nhà cầm quyền cộng sản chẳng hạn. Hầu hết giới đấu tranh dân chủ chưa có nỗ lực vận động cụ thể để gây dựng một lực lượng quần chúng lớn mạnh hậu thuẫn cho tổ chức mình, bởi vì các nhà đấu tranh trong nước vẫn còn bị giới hạn khi họ bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam theo dõi hoặc gây khó khăn cản trở đến tổ chức đấu tranh trong nước. Vì vậy, quyền lực của Cộng sản Việt Nam vẫn ít bị suy yếu hay bản chất chính trị tại Việt Nam vẫn thực sự chưa có nhiều thay đổi. Dù phải trải qua 46 năm đối phó với các cao trào dân chủ và mặc dù càng ngày càng có nhiều nhà đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam được giải thưởng nhân quyền của các tổ chức ngô trên thế giới, người dân Việt Nam vẫn bị đàn áp, bị kiểm soát chặt chẽ bởi chế độ cộng sản y như thời quá độ, từ tư tưởng, tài chánh đến mọi quyền công dân khác. Trong đó, quan trọng nhất là quyền tư hữu, quyền tự do ngôn luận và quyền thành lập hội đảng v.v. Cao trào chống cộng và đấu tranh bất bạo động cho xã hội dân chủ đa nguyên được coi là hệ lụy trực tiếp của sự bùng nổ số người sử dụng Internet tại Việt Nam. Và mặc dù số lượng người sử dụng Internet tại Việt Nam tăng đến chóng mặt, nhưng những thành công từ đấu tranh dân chủ đa nguyên vẫn còn ít thành quả. Hơn 2 thập kỷ tiếp cận thông tin qua mạng lưới Internet, điều duy nhất mà những người chống cộng theo đường hướng đấu tranh dân chủ, sự bất bạo động thành công và thiết lập vững chắc một hệ thống truyền thông đối lập và hệ thống truyền thông tuyên truyền liếu láo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, hệ thống truyền thông đối lập của hệ thống truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa đủ khả năng để phát động một phong trào đấu tranh dân sự bất hợp tác toàn diện tiến đến cách mạng giải thể chế độ cộng sản độc tài như mong đợi. Chính vì thế mà người lính Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi giới trí thức Việt Nam đấu tranh cho dân chủ đa nguyên, khơi dậy lòng yêu nước thực sự của người dân trong nước. Vì hiện nay dân dân Việt Nam vẫn còn vô cảm trước tình hình của đất nước, đầu óc trì trệ và bị tẩy não quá lâu bởi chủ nghĩa Mác Lê cuồng tín, quá sợ hãi nhà cầm quyền. Phần đông là người phía Bắc vị tuyến, họ sinh ra và lớn lên dưới mái trường bị chế độ cộng sản nhồi sọ, do đó đã không hiểu, không thấy được những giá trị cần thiết của dân quyền để cùng nhau đồng loạt làm cách mạng vùng lên lật đổ chế độ cộng sản quá lỗi thời và lạc hậu.
đã đưa dân tộc Việt Nam đến chỗ nghèo nàn và lạc hậu như ngày hôm nay. Còn người miền Nam được may mắn sinh ra và lớn lên dưới chế độ tư bản của Việt Nam Cộng Hòa, nên người miền Nam hầu hết đều liễu ngộ nền tư bản Cộng Hòa là tốt hơn chủ nghĩa Cộng sản, trong khi các nước Cộng sản trên thế giới chính họ đã thực sự sa thải chế độ Cộng sản, tiến lên tư bản chủ nghĩa, thì Việt Nam vẫn còn y a y ạch dưới chế độ Cộng sản lỗi thời. Nói một cách ngắn gọn, giới đấu tranh cho dân chủ đa nguyên tại Việt Nam thành công trong việc tạo tiếng vang trên thế giới, nhưng vẫn chưa có thành quả nhiều trong công cuộc gây dựng hậu thuẫn của quần chúng nhằm tạo thế mạnh toàn xã hội, đấu tranh làm cách mạng thay đổi bản chất chính trị của chế độ. Vì thế cần sự hỗ trợ rất nhiều từ các thế hệ đi trước như chúng ta, người lính Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại. Dân tộc Việt Nam lại là một dân tộc đầy cảm tính và quả cảm, sẵn sàng liều chết vì cách mạng. Muốn quần chúng tham gia làm cách mạng thì ý nghĩa và quyền lợi có được từ một cuộc cách mạng lên xã hội phải rất thiết thực với người dân tham gia làm cách mạng. Người dân Việt Nam sẽ sẵn sàng vùng lên làm cách mạng lật đổ chế độ Cộng sản lỗi thời lạc hậu khi thời cơ chín mùi. Thế nên những người hiểu biết về xu hướng chính trị cần phải hướng dẫn cho những người khác biết, và cần có sự đoàn kết từ trong ra ngoài nước. Khi những người đấu tranh trong nước gặp nguy hiểm thì có sự can thiệp của cộng đồng hải ngoại ngay, không để họ đấu tranh trong cô đơn nguy hiểm. Cộng sản Việt Nam quả thực đã biến chất chạy theo đường lối tư bản thực, nhưng tạo ra khoảng cách giàu nghèo trong xã hội bây giờ gần như là không thể tưởng tượng. Với mức thu nhập bình quân chưa quá 7 đô la Mỹ một ngày, tức khoảng 2.500 Mỹ Kim mỗi năm, đại đa số người dân Việt Nam đành chịu sống cơ cực nhìn món tư bản đỏ của chế độ phung phí tiền xài qua xe hơi, nhà cửa, quần áo, nữ trang, mà mỗi món đồ giá trị cả chục đến trăm ngàn Mỹ Kim, một số tiền mà đại đa số dân Việt Nam ở khắp nơi, từ công nhân trong các hãng xưởng máy mặc đóng giày, những người nông dân, những giáo chức trí thức nghèo v.v. không cách gì cả đời có thể tự mình làm lụm chân thực hay bằng đôi bàn tay đổ mồ hôi xuôi nước mắt mà có được. Điều đó có nghĩa là ai theo đảng Cộng sản thì giàu trên mồ hôi nước mắt của dân. Hầu hết những người lính Việt Nam Cộng Hòa và hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa ở quốc nội được xếp hạng là người dân thuộc tầng lớp nghèo ở Việt Nam, luôn bị phân biệt giai cấp, tham nhũng bất công và khoảng cách giàu nghèo trong xã hội chính là động lực của cuộc cách mạng xảy ra sắp đến tại Việt Nam. Bản chất cách mạng lật đổ Cộng sản lạc hậu tại Việt Nam đã hoàn toàn khác với Đông Âu, nên phương thức đấu tranh bất bạo động, dân chủ đa nguyên kéo dài 46 năm nay chưa có kết quả là bao. Phải tiến hành đấu tranh lâu dài thì mới có thể tiêu diệt tận gốc tận rễ thế lực tiền tài của tầng lớp tư bản đỏ. Tham lam nhiều của, nhiều đất đai, nhiều nhà, các đảng viên sẽ không bao giờ chịu nhã quyền lực đem đến tiền tài khổng lồ cho họ, trừ khi những người dân đồng loạt đứng lên lôi cổ chúng xuống. Cuộc đấu tranh nào cũng có kết quả, cũng đến ngày kết thúc. Giới đấu tranh là tình hình chính trị Việt Nam, không chỉ có ta và địch, nghĩa là không chỉ có người dân đối lập với Cộng sản, mà thực ra do vị thế chiến lược của Việt Nam tại vùng Đông Nam Á, ngoài ta và địch còn có cả các siêu cường can thiệp chi phối nền chính trị Việt Nam, sao cho có lợi cho họ, không ai muốn mất quyền lợi của mình đang có. Thậm chí đảng Cộng sản Việt Nam quan hệ với các siêu cường đều đem lại lợi ích cho cả hai phía. Chính vì thế mà Cộng sản Việt Nam còn sống cho đến ngày hôm nay. Giới đấu tranh dân chủ đa nguyên không thể nào hô hào cách mạng bất khuất bất tuân nhân sự trên toàn xã hội Việt Nam nhằm đào thải Cộng sản Việt Nam thành công, nếu sự hô hào này gây cản trở hay gây thiệt hại đến ý định và sự đầu tư tiền bạc, đến tâm huyết của các siêu cường vào Việt Nam. Đó cũng là một trong nhiều lý do mà Hoa Kỳ vẫn bảo kê Việt Cộng vốn là một bàn cờ domino, trong đó có một bên là người dân Việt Nam, một bên là Cộng sản Việt Nam, một bên là Trung Cộng, một bên là Hoa Kỳ. Cộng sản Việt Nam hiện đang cố gắng thuyết phục Hoa Kỳ để tìm hậu thuẫn tiền tài, vũ khí và thế lực chính trị.
Trung Cộng đang tìm đủ mọi cách đuổi ảnh hưởng của Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam để dễ bề khống chế chính trị Việt Nam. Nhưng người lính Việt Nam Cộng Hòa đang ở trên đất Hoa Kỳ, chúng ta là công nhân của Hoa Kỳ, nên chúng ta rất dễ dàng nhận ra xu hướng chính trị mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam để có lợi cho cả hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam. Chính vì thế, tiếng nói của người Việt Nam tị nạn Cộng sản ở Hoa Kỳ càng có sức mạnh. Hoa Kỳ đã hủy bỏ lệnh cấm vận đối với Cộng sản Việt Nam để buộc Việt Nam phải chấp nhận yêu sách của những người đấu tranh dân chủ đa nguyên như Hoa Kỳ đã từng làm với nhiều chế độ độc tài khác ở Bắc Phi và hiện nay như Venezuela và Cuba. Hoa Kỳ lại đem hết các nhân vật có ảnh hưởng mạnh trong đấu tranh dân chủ đa nguyên sang tị nạn bên Hoa Kỳ, vừa được mang tiếng ơn đức giúp đỡ nhưng khiến những nhân vật này mất cơ sở và khả năng tiếp cận quần chúng để vận động cách mạng, gây nguy hiểm cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Trong hoàn cảnh người Việt Nam trong nước đấu tranh trong thế cô đơn, chưa có được lực lượng quần chúng hậu thuẫn, những người này trở thành nạn nhân của các lực lượng công an không đường chống đỡ, tiến hành đấu tranh máu lửa với Việt Cộng, kêu gọi người dân vùng lên bằng bạo lực thì chưa đúng thời điểm. Và có thể toàn nhân cả hai miền nó bắt chưa có sẵn đồng tâm hiệp lực, dù rằng sự kiện xảy ra ở Bình Thuận vào đợt biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018, người dân đã làm chủ được Bình Thuận được một thời gian ngắn, cho thấy người dân đang muốn máu lửa với Việt Cộng, nhưng đó không phải là bình diện rộng toàn quốc nên bị vùi dập không bao lâu sau đó. Chúng ta tự hỏi những người bất đồng chính kiến đang bị tù tội hiện nay tại Việt Nam, họ là những nạn nhân của chế độ Cộng sản độc tài và lạc hậu, và có một số người được các cộng đồng Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại can thiệp để họ thoát khỏi sự tù đày đến Hoa Kỳ định cư. Nhưng đó không phải là mục đích chính của các nhà đấu tranh, mà chúng ta đấu tranh để cho dân tộc Việt Nam được tự do, dân chủ, hạnh phúc thực sự, đất nước Việt Nam thoát nghèo. Như chúng ta đã thấy là các nước Cộng sản Đông Âu họ đi trước Việt Nam rất xa, họ đã tự sa thải chế độ Cộng sản. Ngay cái nôi của Cộng sản là Liên Xô cũng đã từ giã chế độ Cộng sản lỗi thời và lạc hậu đó. Đó được xem như là quy luật tiến hóa theo sự văn minh của nhân loại. Nên công cuộc đấu tranh để đưa dân tộc Việt Nam theo kịp nền văn minh của các nước trên thế giới, đó là được xem như sứ mệnh của mỗi người dân Việt Nam ở quốc nội và hải ngoại. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.